chúng ta đang có mặt tại cây cầu Đông Trù. Cây cầu có cấu trúc hình vòm, là cây cầu rộng nhất Việt Nam. Trông này thôi nhưng rất là rộng. Cây cầu được nối qua sông Đuống, một phía là bên Long Biên và một phía là Đông Anh. Ở làn mình đang đi thì là làn đường dành cho xe máy, còn phía bên tay trái là làn đường dành cho xe buýt, và bên kia còn có thêm tổng cộng là 3 làn đường nữa. Và theo chiều ngược lại từ phía bên kia từ Đông Anh sang, mình đang từ Long Biên sang, phía bên kia cũng có số làn đường tương như thế, 5 làn đường và thêm cả một làn đường phía bên trên này dành cho người đi bộ. Phía bên tay phải chính là Euro Window thuộc Đông Hội Đông Trù. Đường này được nối từ cầu Chui đường 5 rồi kéo lên đường 5 kéo dài và đi thẳng lên trên này để dẫn thẳng lên bên trên kia là giao cắt với cả Võ Chí Công, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, và từ đó ta có thể đi sang được các nơi như là bên Hà Nội qua cầu Nhật Tân cũng được, và ta sẽ sang Nội Bài và ta đi Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên theo lối này đều được hết. Đây, trên là tấm biển phân làn gồm có các làn ô tô, xe buýt và xe máy, xe đạp. Ngày nghỉ cuối tuần nên lượng xe cộ đi lại qua đây cũng vắng vẻ, không đông, mọi người đi thong thả. Nhưng mà cái tốc độ của cái con đường này là tốc độ cao, người anh nhìn lên trông đi cũng nhanh. Đường này ô tô có thể đi được lên đến 100 cây số một giờ. Chỗ chúng ta đang đứng đây chính là cầu vượt của quốc lộ 5 kéo dài cắt qua Võ Chí Công, và đường dẫn thẳng lên trên kia chính là sân bay Nội Bài. Còn lối đi thẳng tiếp theo này chúng ta sẽ đi đến cầu Thăng Long, phía bên tay trái kia chính là cầu Nhật Tân. Sau một hồi đi đường thì chúng ta đã đến được chợ cổ điển Hải Bối, Đông Anh. Khu chợ này rất là nhộn nhịp, tấp nập. Bây giờ mình đi sẽ thẳng lối này lên, sẽ là đi thẳng lối này lên sẽ là đến đến cầu Thăng Long. Khu chợ này rất rộng và dài luôn, bán rất là nhiều thịt, cá, đồ ăn. Chúng ta đã lên được cái cầu Thăng Long, làn đường dành cho xe máy. Cầu này có tổng cộng 3 tầng luôn. Một tầng là mình đang đi xe máy, và tầng thứ hai ở trên kia là ô tô. Ô tô đang chạy ở tầng bên trên kia. Cây cầu Thăng Long được bắc qua sông Hồng, nối liền giữa ở huyện Đông Anh và để dẫn sang nội thành Hà Nội. Phía bên này là Đông Ngạc, Từ Liêm, Tây Hồ. Phía bên kia rất nhiều tòa nhà cao chọc trời, trái ngược với cả phía đằng sau chúng ta là huyện Đông Anh, huyện Tổ Chức.
chưa phát triển. Bây giờ đang trên đà phát triển, rất nhiều dự án đã được đổ về. Mình vẫn đang đi ở bên dưới tầng dưới dành cho xe máy, và bên trên là tầng ô tô của bên trên kia. Nếu mà mình đi ô tô mình sẽ không biết rằng bên dưới là còn có một tầng nữa dành cho xe máy như thế này. Đây là cây cầu xây dựng khá là lâu rồi. Ngày xưa trước khi có cầu Nhật Tân với cả cầu Đông Trù, thì để sang đường Đông Anh thì chỉ có đi cầu Thăng Long. Sau khi hết cầu Thăng Long thì chúng ta đã đi được đến con đường Phạm Văn Đồng. Đi thẳng tiếp thì chúng ta sẽ đến được với nội thành thủ đô Hà Nội. Về bên này khác hẳn về phía bên kia, rất là đông đúc người và xe cộ. Cái lối chúng ta vừa đi qua chưa không phải là Phạm Văn Đồng, mà nó mới chỉ là con đường Tân Xuân thôi. Bây giờ chúng ta rẽ phải dần đến đây thì nó mới là con đường Phạm Văn Đồng. Bên dưới này là đường Phạm Văn Đồng, còn phía bên trên kia là đường Vành Đai Ba, sẽ dẫn thẳng được lên đi cả Mỹ Đình và chạy xung quanh Mỹ Đình, đi từ đi qua được cầu Giấy Mỹ Đình, rồi là đường Vành Đai chạy quanh Hà Nội, đô Hà Nội. Con đường này cũng mới được làm lại nên rất là rộng rãi, với tổng cộng rất là nhiều làn đường. Phạm Văn Đồng một trong những con đường sau khi làm xong rất rộng, thoáng, đã và dài, đi lại thoải mái, không lo ủn tắc. Tuy nhiên những thời điểm mà cao điểm giao thông thì cái con đường này nó vẫn gọi là tắc đường, là chuyện bình thường. Phía bên tay phải đây là những cái khu chung cư và cao tầng mọc lên rất nhiều. Tay trái kia cũng là công viên Hòa Bình. Nếu ta tiếp tục đi trên con đường này tiếp theo thì đi được đến con đường Mai Dịch. Con đường Bắc Giang Đại Cổ Việt. Đường phố phát triển những khu nhà chọc trời. Chúng ta đang có mặt ở trong một trong những khu chung cư của cái con đường Phạm Văn Đồng này. Ở đây có các tòa nhà rất là cao và đẹp. Đây là khu chung cư CT.